bị nặng đấy nhỉ? Ở nhà bà có mua cái thuốc gì cho bé chưa? Có, nó cứ tra trên mạng gì nữa. Nó mua thuốc lọ, thuốc kia chữa. Lần anh mua thuốc gì để điều trị rồi? Mấy cái sản phẩm hỗ trợ trị mụn như là sữa rửa mặt. Gì nữa? Có dùng mấy cái ví dụ như bà lão hoặc là gì không, đó không? Không ạ. Hoàng tử với công chúa mấy cả không. Không. Ta dùng sữa rửa mặt. Thế à? Có dùng rượu thuốc không? Không, chưa dùng rượu thuốc bao giờ. Thế nhưng mà da của bạn này bây giờ nó lên mụn kinh khủng. Em có dùng một sản phẩm gì nó có tác dụng đẩy mụn không? Có tinh dầu chà chàng. Đó, tinh dầu chà chàng nó phải có một cái gì đó. Nó đẩy mụn lên một cách khủng khiếp luôn. Bây giờ nó công phá ra cả mặt. Mà nó nhắm lắm đi chú ạ. Cái dùng tinh dầu chà chàng đầu tiên nó có đỡ không? Nó đỡ một ít xong rồi nó lại lên. Nó bùng phát mạnh đúng không? Vâng. Không được rồi, cái này phải điều trị đúng nhá. Vâng. Một là bây giờ mình phải làm gì? Mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser. Vâng. Thứ ba là phải kê đơn cho bạn ấy. Cố gắng sau khoảng 1 tháng thì nó phải đỡ được khoảng 80 đến khoảng 90% nhé bà nhé. Vâng. Để làm được như thế thì về nhà mình phải hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ. Không được sửa tay lên mặt không kệ nặng nhé. Cái đấy khó không? Không ạ. Dễ hả? Dễ. Với cả hạn chế thức khuya nhá. Ôi nặng quá. Bên này này. Thức khuya thì sao? Có hạn chế được không? Không, được đúng không? Học đến 10 giờ thôi mà. Ok, thế được nhá. Rồi, cố gắng. Thì xinh hẳn rồi nhé. Yeah. Xinh hẳn lên rồi, da trắng hẳn lên rồi. Đúng không? Vâng. Da trắng lên nhiều rồi, mặc dù chưa trị thâm một buổi nào nhá. Mới chỉ trị mụn thôi nhá. Thế bác sĩ Hoàn điều trị nó khác hẳn không? Có. Đợt trước là điều trị ở đâu nhỉ? Chả luôn. Tự mua thuốc về điều trị đúng không? Vâng. Thuốc Bắc đúng không? Thuốc Bắc hay là thuốc Nam? Thuốc bôi ạ. Thuốc bôi ấy. Mấy thuốc đẩy mụn này đúng không? Vâng. Có tuyệt vời nhỉ? Hài lòng không? Có. Có hài lòng nhỉ? Sao biết bác sĩ Hoàn mà đến? Sao biết phòng khám mà đến? Có giáo viên giới thiệu ạ. À, cô giáo điều trị giới thiệu ở đây à? Vâng. Ghê nhỉ, giáo viên tin tưởng của anh gì nữa. Ở lớp có nhiều bạn bị mụn như mình không? Cũng có, 1-2 đứa. Nhưng các bạn học sinh đến đây điều trị nhiều lắm. Mà các bạn điều trị linh tinh hỏng hết mặt. Mình điều trị này là gần như không có sẹo chích gì luôn ý nhỉ? Vâng. Tuyệt vời luôn nhá. Ok, bây giờ sẽ chỉnh đơn nhá. Quá tuyệt vời rồi, chỉnh đơn này với cả là hướng dẫn cách chăm sóc nhá, về nhà sử dụng sản phẩm thôi. Thâm này thì nó sẽ tự hết dần nhá. Ok, thì xinh hẳn rồi nhá. Yeah. Xinh hẳn lên rồi, da trắng hẳn lên rồi. Đúng không? Da trắng lên nhiều rồi, mặc dù chưa trị thâm một buổi nào nhá. Mới chỉ trị mụn thôi nhá. Thế bác sĩ Hoàn điều trị nó khác hẳn không? Có. Đợt trước là điều trị ở đâu nhỉ? Chả luôn. Tự mua thuốc về điều trị đúng không? Vâng. Thuốc Bắc đúng không? Bắc hay là thuốc Nam? Thuốc bôi ạ. Thuốc bôi ấy. Mấy thuốc đẩy mụn này đúng không? Có tuyệt vời nhỉ, hài lòng không? Có. Có hài lòng nhỉ. Sao biết bác sĩ Hoàn mà đến? Sao biết phòng khám mà đến? Có giáo viên giới thiệu ạ. À, cô giáo điều trị giới thiệu ở đây à? Vâng. Ghê nhỉ, giáo viên tin tưởng của anh gì nữa. Ở lớp có nhiều bạn bị mụn như mình không? Cũng có 1-2 đứa. Nhưng các bạn học sinh đến đây điều trị nhiều lắm. Mà các bạn điều trị linh tinh hỏng hết mặt. Mình điều trị này là gần như không có sẹo chứ gì luôn ý nhỉ? Vâng. Tuyệt vời luôn nhá. Ok, bây giờ sẽ chỉnh đơn nhá. Quá tuyệt vời rồi. Chỉnh đơn này với cả là hướng dẫn cách chăm sóc nhá. Về nhà sử dụng sản phẩm thôi. Thâm này thì nó sẽ tự hết dần nhá. Ok. Yeah.